Sau khi có được các cái công cụ như vậy rồi thì chúng ta sẽ đến bước thứ 5. Đó chính là lập cho mình một cái kế hoạch để có thể theo dõi được các hoạt động xúc tiến bán. Thì cũng giống như là bất kỳ các hoạt động nào khác trong marketing thì việc xây dựng cho chúng ta một bản kế hoạch thì giống như là chúng ta đang có cho mình một cái bản đồ để chúng ta có thể theo dõi, đánh giá được việc là các hoạt động truyền thông của chúng ta sẽ do ai thực hiện vào thời điểm nào, KPI tức là yêu cầu của chúng ta về kết quả ra sao, thời gian deadline là như thế nào, và chúng ta sẽ có được một cái bảng theo dõi như vậy để đánh giá, để đo lường lại được các hoạt động truyền thông đó có hiệu quả hay là không. Bước thứ 6 trong quy trình đó chính là bạn sẽ phải chạy thử trước khi mà chúng ta thực hiện các chương trình thật. Thì bước chạy thử này cho phép bạn có thể là kiểm tra được tính hiệu quả của từng các cái hình thức bán, hình thức khuyến mãi. Và đồng thời thì bạn cũng cần phải biết là chúng ta sẽ phải xây dựng cho mình 2 đến 3 chương trình khuyến mãi khác nhau. Tức là phương án B, phương án C. Khi mà bạn đưa ra một cái chương trình xúc tiến mà nó thất bại thì chúng ta sẽ phải có các cái phương án khác để chúng ta thay thế, chúng ta dự phòng. Hoặc là việc chạy test thì có rất nhiều các cách khác nhau. Ở đây thì bạn có thể test trong việc là giới hạn thời gian. Bạn có thể chỉ test trong một ngày chẳng hạn, cũng là một cách test. Hoặc là chúng ta sẽ test khi mà chúng ta giới hạn một cái đối tượng nào đấy. Bạn có thể giới hạn đến nhóm đối tượng người tiêu dùng chỉ đến cửa hàng của bạn thôi. Để cái việc truyền thông, cái chương trình xúc tiến đó nó không được rộng rãi. Nếu chẳng may nó có thất bại thì nó cũng chỉ thất bại ở một cái quy mô rất là nhỏ. Tiếp theo thì bạn có thể test ở một cái ngân sách nhỏ. Tức là bạn đầu tư cho mình một khoản tiền ít và chi cho một cái cửa hàng hoặc một cái kênh phân phối nhất định của mình. Còn các kênh phân phối còn lại thì chúng ta sẽ chờ cho đến khi mà chúng ta chạy những cái chương trình xúc tiến bán thật.